Thưa quý vị và tất cả mọi người đây, là em tên là Nguyễn Thanh Thủy, 48 tuổi, và hiện là rất là đau lưng. Và cách đây 4 năm thì có bê cái chậu nước rất là nặng, sau nó bị trẹo và đau ở chỗ này, cái bên hông này. Ngài tin thầy Châu tới thì có nhờ thầy chữa. Thế thôi ạ. Bây giờ em đi không sao ạ? Đi không sao, nhưng mà nếu như mà ngồi như nào? Ngồi dễ, cảm giác sao, đứng dậy đi. Đau. Đau đâu? Đau này rồi. Ok. Còn cái chuyện mà mình khám thì lại là chuyện khác. Khi mà ta khám á, mà người bệnh nhân á, mà không có dấu hiệu, gọi là dấu hiệu của, ta gọi là dấu hiệu trung thành của một cái thể nhân tọa, thì chúng ta dừng tại đây. Lý do là gì? Bị cái đau này nó không phải tổn. Bài khác đó thì mình sẽ có cách giải quyết khác. Mọi người hiểu không? À. Và cái khi mà gọi là đau thần kinh tọa, đau lưng dữ dội á, thì thường thường là do tổn thương cái cột sống lưng mà L4, L5 và L5X1. Cái đó là thường như vậy. Và cái cách khám chúng ta là gì? Chúng ta sẽ đo hai cái chân của chị này coi có bằng nhau không. Khi mà tổn thương cột sống á, thì thông thường á là cái chân không có đều nhau. Bây giờ mời em Thượng Đại. Cái chân thì riêng cái tôi kéo vô á, là hai cái chân này phải có một cái chân cao, chân thấp. Thì hiện nay cái chân bên trái dài hơn, thấy chưa? Rồi, mà chúng ta sẽ coi mắt cá thì rõ ràng đúng là mắt cá bên phải cũng dài hơn, thấy chưa? Rồi, thì trước mắt á là thấy chưa? À, hồi nãy ngồi á, thì ta thấy lệch, nhưng mà khi mà nằm á thì nó không có lệch. Cô này không phải bị thần kinh tọa, và cô này chỉ là bị đau cái cột sống ở vùng này thôi, ha. Và như vậy á là cái cách giải quyết của mình á là thông cảm nha, đừng khóc ha. Đau quá ha. Tại vì á là thôi, tôi làm thêm cho giúp cho cô một lần nữa, đưa hai tay lên điều chỉnh ha. Mà cái này là cột sống trên. Anh qua đây, anh thấy anh qua đây nè. Rồi. Đỡ hơn. Thì trong cái của tập chị Liên Tâm mình á, thì mình bấm cái ngũ bội á, thì bấm ngũ bội là bấm năm cái ngón như này, và cái điểm mà bấm á là nó nằm ở dưới cái cục cô này. Và tại vì tôi bấm cho lẹ, tại vì cô này cổ không có bị nặng, ra tôi bấm nhẹ cho cổ ổn thôi. Thấy không? Thì hai lần năm rồi. Thấy không? Sao nhăn mặt dữ vậy? Thì bấm cái này là mục đích để điều chỉnh cái cuộc sống của cổ thôi, chứ không phải là chữa thần kinh tọa. Cái thần kinh tọa là nó đau chỗ L4, L5, L5X1. Nó làm gì nhăn dữ? Rồi, lên ngồi trên đó. Hết đau rồi, lưng. Nhưng mà còn cái chỗ trẹo lưng là vẫn còn đau. Rồi, nhưng mà giờ hết đau rồi phải không? Dạ. Rồi, giờ dạ. Nằm xuống đi. Rồi, nằm xuống luôn đi. Rồi. Hơi hơi còn... Một chút không, chưa đâu, mới lấy cái bông thầy ở đây để gì? Mình chỉnh cái động mạch, tĩnh mạch của ở cái phê chân. Và khi mình để đây, cô này cô nắm cái chai tay, nắm cái đầu gối, hai tay, rồi em kéo vô, kéo sát vô, rồi anh này sẽ đè xuống. Thì như vậy là nó đè xuống thì nó chặn cái mạch máu ở cái háng á, thấy không? Rồi, rồi thở ra, rồi bỏ xuống, thì hít vào, hít sâu vào, rồi ép chân thì thở ra. Đó là cách chặn mạch máu. Ha, và làm 10 cái, và mỗi bên 10 cái. Và sau khi mình ép chân rồi. Mỗi một lần ấy lại đỡ hơn ạ, lại đỡ đau hơn.
đỡ đau hơn nha. Bây giờ cái lưng sao rồi, cô còn khóc được không? Bây giờ cái lưng đoạn này là thấy ổn rồi, còn rồi. Chỉ còn cái chỗ chẹo. Chính xác lưng rồi, nằm sắp đi. Mọi người nhìn này ha, thì mình nhìn đây mình thấy hai cái hổm này không? Dạ, dạ. Đây, hổm này. Thì dạ. Cái độc đáo của cái phương pháp này là cái phương pháp gọi là khóa nhị môn. Ta khóa đây ha. Thì giờ mình sẽ kéo cái chân chị này lên. Thì mọi người em cầm đi, em cầm cái chân này nè, để đừng có làm mạnh nha. Để như này, em thấy nó căng không? Dạ, thấy đau ở đây. Đó đau liền ha. Rồi em làm đi. Đây đây, sợ vô. Nhẹ tay, đừng có làm mạnh. Đừng làm mạnh. Không không, được rồi. Được biết rồi, là phải bị cái cô này cô rất đau. Nhanh nè. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cái. Thì lúc á, mình xây cái này, mình khóa này lên á. Thì giờ để chân cái này, bây giờ chân mềm. Em cầm tay. Hả? Bỏ huyết. Được rồi. Nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa nó mềm không? Nhưng mà cái yêu cầu của mình á, là cái gót này phải dính vô đây. Dính vô đây á, thì mình không có được. Mình không có được là làm cho cái chân này mà một cái đột ngột mình nó xây nhẹ nè, thấy chưa? Mà khi xây nhẹ nè, mọi người để ý là mình chú ý cái mông, cái này nó liên hệ với cái mông này, được chưa? Rồi mọi người xin tôi đây, một nè, thấy không? Hai này mình giống như chèo xuồng ở dưới miền Tây vậy đó, ba nè, thấy chưa? Bốn nè, thấy không? Rồi khi tới cái thứ năm á thì mình ép sát vô, thấy chưa? Thì bắt đầu cái thứ sáu, thứ này mình bắt đầu ép vô này nha, này ép thấy không? Ép dẻo rồi, 7 nè ha, rồi 8 nè ha, rồi 9 nè ha, rồi khi tới cái thứ 10 thì mình có quyền, thấy chưa? Nhưng mà cái này là chỉ mông đối diện, còn mông này bây giờ nó mềm rồi, ha. Nhưng bây giờ bắt đầu mình mới làm tới cái mông này, bao giờ vậy? Mình ép 1, 2, 7, thấy chưa? Nó quen lần rồi, 8, thấy chưa? Rồi 9, thấy không? Rồi 10. Là bắt đầu muốn quay qua kia, quay vô trong nha, không được quay ra ngoài. Rồi quay đều 5 cái, quay đều cho đều 5 cái, đừng ép. Cái thứ hai bắt đầu mới ép. Yeah. Mọi người thấy bây giờ cái chân càng lúc càng mềm. Đây nha. Thật ra là mình cần cái người bệnh nặng, chỉ biết người ta đang đi không nổi, ta đi không được. Là mình làm. Cũng như cô này đang khóc lóc lên la vậy đó, thì mới làm, đúng không? Rồi lúc cái đẩy này thì em đẩy qua cái mông này, đẩy sát qua đây chút. Đó, mọi người hiểu không? Tức là mình đẩy sát. Hồi nãy mình chú ý cái mông bên kia, bây giờ chú ý cái mông bên này. Rồi sát vô vậy đó. Mềm hẳn ra. Ba lê được đó. Rồi. Rồi. Bây giờ ép sát vô được đó, để vô. Này nói với đàn ông đó. Vậy nè. Đập đập. Nó mới sao ông này. Tự nhiên hiền bất tử vậy đó. Rồi đó đi. Rồi đè xuống. À. Đó, mình xuống. Đây, mình xuống. Hai cái, mình xuống hai cái. Mình xuống. Mà chưa trèo lên bàn là đau, rất là đau. Nhưng mà bây giờ là cái lưng không còn đau nữa. Còn cái chỗ chẹo, chỗ này thì là nó bớt đi tới phân nửa. Rồi bây giờ xuống dưới, bớt đi xuống dưới đi. Bà ơi, quất chùm. Rồi quay lại. Quay lại. Rồi ngồi xuống như vậy đi. Rồi, đứng ra. Ngồi xuống như vậy. Ngồi xuống. Đứng dậy. Đứng lên. Rồi. Quay trở lại. Đi tới. Rồi, quay lại. Ngồi xuống lại. Đứng dậy. Rồi. Đứng dậy, dỡ một cẳng lên. Dỡ một cẳng lên. Rồi. Bên kia dỡ lên. Chân đâu? Rồi. Bây giờ phát biểu. Từ từ chứ. Nhiều món. Bây giờ thấy như thế nào? Bây giờ chắc là chỉ còn 20%. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.